Ây da, đây đi dần lưới bằng chiếc giỏ này này, lưới đây. Công cụ của mình đây, rồi gạch. Wow, sống ghê quá. Này, đây đây, đen buộc cũng được. Xả lưới gà đó, xả lưới gà đây 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 đây. Đơn giản trải nghiệm luôn, bạn nào muốn trải nghiệm thì tranh thủ. Dĩ nhiên đối với mấy bạn ở thành phố thì mấy bạn ở quê khỏi nói rồi, nhưng miền Tây em lớn lớn chút thì biết hết rồi. Về nguyên tắc thì bữa lưới thì chúng ta lên trên gió, lên hướng trên gió bữa xuống xuống. Còn khi thăm lưới hoặc cuốn lưới thì ngược lại, đi từ dưới lên. Rồi gói rồi. Ta này sẽ dày ha, ta là giờ ta là dày, ta nhiều rồi. Mình thì mình biết giăng lưới này cách đây cũng lâu rồi, khoảng 30 năm rồi. Mưa qua là học lớp 3 là mình biết đi giăng lưới kiếm tiền rồi, kiếm tiền đi học rồi. Còn cắm câu thì lớp xa 60 tuổi rồi biết rồi. Giăng lưới hồi xưa đi học là thứ năm nghỉ và chủ nhật nghỉ, thì mấy ngày nghỉ mình đi giăng lưới à. Hồi xưa giăng lưới giăng lùng vẹt chứ không phải giăng trống gì đâu, giống như lú lú mà đấy, lú lú gì rõ không, giờ giăng sướng hơn, giờ đất trống rồi nước thoải mái, xưa nước phèn rồi nó chát nước miền trong, mùa ấy thì nước đỡ chát đó, ao à. Vậy làm gì quen vậy? Có khi nào hy sinh điện thoại không nữa, nhớ cái bụng cái là rồi luôn. Ai rồi chị quê đại khái vậy. Xong rồi giờ mình sẽ bắt đầu nghỉ phán tiếng sau mình thăm chị ngon luôn.